Chay không thích chơi xích đu tiên gì mấy cô chú ơi. Chay đi tìm thú vui khác nè. Chay không phải là em bé của xích đu. Trời ơi, ai bỏ quần bỏ áo đi tùm lum vậy Chay? Đi đâu con? Hả? Đi đâu? Ê, té. Bởi vậy mày biết ra đây, mày mặc cho con quần quần vô cho đỡ té. Chay là mấy cái sân này là còn quá lớn đó chứ Chay. Chay là phải chơi sân mà nhỏ vậy đó, chục tuột rồi nhỏ vậy đó. Wow, ai kìa. Chạy đi. Chạy. Cô chú ơi, cô chú coi Chay này đi về rồi nè. Giờ Chay đi qua nhà đi, Chay chi kiếm bà nè. Bà đâu rồi? Where's Dolores? Knock the door. Knock, knock, knock. Gõ cửa đi con. Gõ cửa đi. Hả? Sao? Con nói đi, bà Dolores đâu rồi ta? Bà không có nhà. Mở cửa đó, nó mở cửa. Cửa mở không được, nhà người ta khóa cửa rồi con. Đi về đi chút nữa mình đi kiếm bà. Bà không có nhà, bà đi chơi rồi. Bà đi mua bánh ăn rồi. Bà đi mua bánh gì cho con Chay nữa đó. Đi con. Ôi trời ơi trời, nghiệp quá, em thương bà Dolores quá luôn. Em đi ngang qua nhà là em ngó, em đi ngang qua cái đường này là em ngó vô cái nhà bà. Ôi bà bên. Bà đi về cho bà nhớ con Chay chết luôn rồi ta. Ôi hửi hả? Thơm không? Trời giờ đi ngang hoa là hửi, dừng lại hửi. Đó, chú thấy Chay về thay cái đầm, thay cái đầm nó thấy mặt mệt quá. Thấy này cho nhẹ nhàng sôi động đi. À lấy này chơi, lấy đây chơi đi. Lấy cho banh không? Lấy cho banh không? Mày lấy cho banh nha. Rồi. À mẹ. Rồi, rồi con đánh đi. Hơi dữ người ta. Đừng có đánh sao rụng bông luôn nha. Đánh sao mà rụng nụ luôn nè mệt á. Đánh đi. Ôi cô chú phải vô thay quần cô chú rồi. Quần ngắn này chạy ngoài té. Té lát đầu gối rồi. Bởi vậy giờ phải chơi quần dài thôi. Tội nghiệp em ghê á. Vậy mà em không có khóc thôi cô chú. Tiếng rồi vậy thôi xong. Hỏi con đau đâu chỉ ngay đầu gối. Rồi xong. Con này hên cái gì đó chứ. Nó đau nó không có khóc nhiều mình đỡ sót. Đau mà nó khóc nhiều mình xót tới bà luôn. Bính ừ đúng rồi. Ôi trời ơi,
Ủa, Linh trái banh bự ra nào vậy? Nãy giờ mày không để ý luôn á. Dữ chưa, dữ chưa, đánh vào giờ y như đánh góp rồi nè. Trời ơi, một tay, tay góp thiện xạ này cô chú. Một, chu đích ra, phải chu đích ra, đánh góp lại phải chu đích. Đứng lại, ui trái banh này chạy quá, chịu chạy luôn rồi. Coi chừng có con rắn nha. Chơi với con, chơi chút nữa chơi mệt mệt rồi vô ngủ, ngủ giấc cho đã. Đã quá, nay được đi chơi. Đó đó, từ từ thôi. Ú, dữ ta. Đó, đó, tay gấp thiện xạ đó. Một, hai. Ba. Đúng rồi, ba. Chị đâu á? Cầm banh đâu ạ? À? Coi chừng bánh rớt xuống sông cái thôi xuống rồi á. Đó, đó, thấy chưa? Mày mới nói thấy chưa? Coi chừng banh rớt xuống sông. Con đá cho banh đi. Trời đất ơi. Đâu, đâu á? Thì ra thiền chơi không? Thì ra thiền chơi không? Đi ra thiền khỏe nhất nè. Khỏi phải chạy đâu nhiều quá đó. Đi mày bồng ra thiền chơi này chơi. Thôi 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 thôi. Thôi giờ nó bỏ đồ để cho tôi lụm rồi đó. Thấy chưa, thấy tôi khổ chưa? Đi đâu ạ? À? Đi lang thang, đi lang thang, đi lang thang. Đi đâu á? À? Con phụ mẹ đem đồ vô dĩa chay con chơi xong con giục đồ tùm lum á chay. Nè. Té nha. Đây đây mẹ bồng, đây 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 mẹ bồng. Ô trời ơi, trời ba. Úp. Đi. Đi, đi không? Về nơi đâu em yêu ơi, ta sẽ luôn có đôi. Về nơi đâu em yêu ơi, khi vắng xa nhau rồi. Rồi. Wow, cá đâu chị ơi? Cá đâu? Gọi tên em trong bao đêm, làm sao xóa đi bao giờ. Wow. 2, 3, 2, 3. Ok. Coi, có cá coi, có cá coi. Như muốn gì? Làm sao? Bây giờ con đi vô ngủ phải không? Có ngủ không? Hả? Ngủ không? Ngủ không? À, không thích đi ngồi ra thiền hả? Vậy đi vô nha. Đi không? Vô nhà nha. Đi không? Đi. Đi phải không? Con nói đi, con nói đi ngủ. Con nói đi ngủ đi. Đi ngủ. Giờ mệt rồi phải không? Mệt lắm rồi phải không? Rồi đi. Mệt lắm thôi đi vô. Mệt thì đi vô thôi chứ đâu có chuyện gì đâu. Chuyện nhỏ thôi mà. Chưa chưa. Ơi. Ba. Rồi đi vô nha. Rồi giờ đếm 1, 2, 3 mày nhảy xuống nè. 1, 2, 3 đếm đi chơi. Quay qua đây nè. Nhìn đâu ạ? Nè 1, 2, 3. Đằng sao, sao không nhìn đằng trước, cứ nhìn đằng sau không nha. Không nhìn trước cho cô chú thấy còn nè. Giờ vô ngủ nha. Ngủ nha. Mệt không? Nãy giờ mệt chưa? Không trả lời trả vốn gì hết.
Hi, Sue. Good, how are you? Okay, JD, let's go. Let's go, JD. Here, be careful, don't fall. Say. Hi. Say hi. Wow. Đi chơi, đi. Trời ơi, đừng có sáng kéo quần lên, sao kỳ quá. Duyên quá. Đi. Trời ơi, chú chạy bộ đó. Thấy chưa, con thấy chú chạy bộ không? Sao? Sao nhiều chuyện quá, để người ta ăn đi. Đừng có nhiều chuyện. Đừng có nhiều chuyện bước vô nhà mẹ đập á nha. Để cho người ta ăn tối, cho người ta tự nhiên. Không, không có được vô. Đi, đi chỗ khác, đi, 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 đi. Té ngang, be careful. Có nó kìa. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời nữa cô chú ơi. Cô chú coi cho em mặc đồ là cô chú biết rồi. Be careful, chạy đi. Don't fall. Don't fall, sweetheart. Nè, coi con coi, chay chay. Chay con coi nè, con coi nè, mẹ chỉ con nè. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống con coi cỏ nè. Đó, cỏ đó con. Đây, con để người ta ăn tối đi chứ con đừng có lại. Con lại sao người ta ăn tối được? Nó thấy người ta thấy người ta nó thấy người ta ăn tối cái nó chạy lại đó cô chú. Mà chạy lại là mục đích gì? Xin đồ ăn. Giỡn thôi. Nó quen với mấy người đó hết, nó muốn chạy lại chơi mà. Hi, say hi. Hi. Can you say hi, Sarah? Hi. Hello. Vậy đấy mẹ. Mẹ nói rồi đừng có lại chỗ của người ta ăn mà. Để cho người ta ăn đi chứ mình đừng có lại làm phiền người ta. Nghe chưa? Dạ mẹ đi. Hả? Giỏi, con ngủ qua cô chú cái mẹ coi. Dạ. Giỏi quá. Trời ơi con. Máy bay hả? Chưa có máy bay. nước đâu chỉ coi. Nước đâu chỉ mẹ coi, nước đâu. Nước. Đó, cô chú ha, nó chạy. Đừng có chạy vô, mẹ nói nha, đừng có chạy vô cái chỗ người ta nha. Đó, vô. Ronald.